Tự vì chú nói có một câu nói vậy mà cô mới dứt chú về. Chứ không phải là cô không dứt chú về lúc đó đâu. Là cô dứt về cô sướng. Cô không có làm, phải lo cho chú. À, chú nói câu nói vậy nè. À, tôi người chứ phải thú vật đâu mà đá qua đá lại. Đó là tự vì chú chọn chứ cô không kêu chú đi. Mà cứ thấy cái nói câu nói đó vậy thôi cô mới dứt chú về. Cô Phú xin chào đến tất cả mọi người. Hiện tại là cô Phú đang có mặt ở phường 18 quận 4. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chú Cứ, năm nay là gần 70 tuổi. Chú là một thương phế binh. Trước kia là chú có kết hôn và có gia đình với một người phụ nữ. Nhưng mà sau khi mà chú bị tai nạn tới giờ đó, vợ của chú thì cũng ra đi, không có lời nào từ biệt tới chú. Và một cái thông tin mà cô Phút biết được là rất là bất ngờ, đây là cô Lẻ, là em dâu của chú Cứ. Từ khi mà chú bị tai nạn và vợ đi tới giờ thì cô cùng với chồng của mình chăm sóc trực tiếp cho chú Cứ. Và những năm gần đây thì chồng của cô Lẻ đã mất, thì cô là một mình cô phải chăm sóc cho chú Cứ. Và hôm nay thì mình đã có mặt ở đây và mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái câu chuyện của em dâu chăm sóc cho anh chồng. Sau đây thì một phút sẽ nhường lại cho cô Lẻ để mà cô chia sẻ kỹ càng hơn. Hiện tại là chú Cứ đang ở cái khu trọ ở phường 18, quận 4. Cái nhà này nó hơi ồn chút xíu, với lại cô Phút cũng không có dám nói lớn. Mọi người thông cảm cho cô Phút. Thì như mọi người cũng thấy là chú Cứ là không có nhìn thấy. Rồi hai cái tay là bị mất hai cái tay. Cái chỗ này bên tay phải là phẫu thuật ở đây. Cô Lẻ nói là chú bị tai nạn là trên 40 năm. Năm 72, 2020, 48 năm rồi. Dạ. Dạ phóng vô, trước giờ phóng 3 năm. Dạ con chắc là con sẽ hỏi chú Cứ một chút xíu về cái cuộc sống trước kia của chú nha cô. Chú Cứ là quê quán ở đâu vậy chú? Ở trong quận 4 luôn. Dạ. Tên Lẻ là quận 4. Tên đầy đủ của chú là gì chú? Cứ. Họ anh không? Họ Nguyễn Lê, họ Nguyễn Cứ. Dạ. Rồi trước kia là vợ con của chú rồi cũng sinh sống ở quận 4 hết. Dạ. Rồi từ khi mà chú bị tai nạn thì vợ đi bỏ đi hả chú? Đi về bà già cũng lớn tuổi rồi, bán nhà bán cửa đi về quê. Quê cho nên nó là gian, bà lớn tuổi quá rồi, làm đâu nổi nữa, về đây bà chết luôn. Chết rồi 2001. Rồi chính xác là vợ của chú là đi hồi cách đây bao nhiêu năm? Đi cũng về nhà nó đây chứ đâu, nhà nó nhà. Anh có ở với vợ anh bao nhiêu năm, không ở với vợ bao nhiêu năm đó, người ta hỏi vậy. Dạ. Mấy năm. Mười mấy năm nay. Dạ. Ông ở vợ nó đâu tới 84 tới giờ. 84 tới giờ. Là gần 35 năm rồi. Dạ. Rồi từ khi mà như vậy đó, rồi con cái rồi có lại thăm chú hay như thế nào rồi vừa? Chú năm nay là gần 70 rồi thì con chắc cũng lớn rồi hả chú? Nó năm mấy tuổi rồi. Rồi chú có mấy người con? Hai đứa. Rồi lâu lâu là tới đây lại thăm chú thôi. Lâu lâu lại thăm, nó cũng nghèo. Con trai nó nghèo, con gái nó cũng hết tới rồi. Tại mình không có nói, con trai nào nghĩ tới thăm nữa thôi. Hai người con của chú là tên gì với tên gì vậy chú? Tên Đức, tên Hùng, Đức, tên Hòa. Là ba người con? Ba hai à? Lớn thì tên Hùng, cái nhỏ là tên Hòa. Dạ. Hai người con trai hết? Gái. Hai đứa thằng trai, đứa gái. Rồi như chú không biết mặt đứa gái. Thằng trai chú biết mặt. Là có khi gái. Là khi mà bị rồi, bị tai nạn rồi đó, là cũng có sinh con. Từ khi mà bị tai nạn đó, là vợ chồng của cô Lẻ là chăm sóc cho chú. Dạ. Thấy chú buồn sao ít nói ha. Ít nói lắm. Dạ.
Thôi giờ con hỏi chú về cái số quân với lại cái đơn vị lúc trước mà chú đóng nha chú, với lại cái tên của chỉ huy của chú nha, là chú đọc kỹ giùm con. Đầu tiên là số quân, chú nhớ không? 120315. 120315. À, chú ở đơn vị gì? Tiểu đoàn 1, trung đoàn 56, sư đoàn 3, Quảng Trị, ở Ái Tử. Ái Tử, Quảng Trị. Rồi tên chỉ huy của chú là tên gì? Tôn Thất Mãn. Tôn Thất Mãn. Là quân trưởng mà. Là chú bị nạn là 1972. Đó là những cái thông tin mà sơ lược của chú Cứ. Chắc là nhắc lại là chú buồn hay sao đó. Bây giờ là con hỏi cô Lẻ đi nha cô Lẻ. Hình như là ở khu vực này là ai cũng biết là cô Lẻ là chăm sóc cho anh chồng đúng không cô? Chú Cứ thì không có biết mặt cô. Tại vì mà khi chú bị nạn rồi đó là cô mới lấy chồng. Cô lấy chồng năm 83. Ở bên nhà chồng của cô là bao nhiêu anh em? Tính luôn chú Cứ nè. Chết hết thì còn có 3 người là chú Cứ với lại chồng của cô với đứa em chồng. Mà chồng cô chết rồi thì còn có chú Cứ với người em chồng. Rồi người em đó có phụ cô để chăm sóc cho cô không? Như lâu lâu hả, lẽ mua cho chú Cứ bánh, hộp bánh, hạt bánh thì thôi. Nó không có vợ, nó bệnh, cũng bệnh tay. Cô là cô ở đây với chú Cứ luôn? Ở sát bên vậy đó. Từ mấy người này ta cũng quen. Hồi đó là chú Cứ ở chung một ngày với cô. Ở đây cô nói người luôn rõ cho con biết cái YouTube này. Là hồi đó chú Cứ có một người á, là mạnh thằng quân ở bên Cali á. Là một năm là ủng hộ chú Cứ là 400. Khi chồng của cô Lẻ chết được 6 tháng thì chú Cứ có người em, cháu vợ đi dứt chú Cứ đi. Là nói là dứt về con chú Cứ. Thì cái anh mà ở bên Mỹ anh nói nếu mà ở với cô thì cái người đó người ta bảo hộ cho là 500-400. Còn bất cứ anh cứ đi với ai là ảnh không bảo hộ. Thì ảnh nói là ảnh chỉ tin tưởng gì là cô thôi, chứ nó không tin tưởng ai. Thì lúc đó là đi sao cũng không có bao nhiêu lâu, cái nhỏ kêu trả lại thì cô không có nhận. Bây giờ cô nói là lên mạng nói là biết bao nhiêu người biết. Ví dụ như bây giờ gánh nặng cô mà cô chút da, cô khỏe không? Không, cô khỏe không? Nên lúc đó thấy chú Cứ tội nghiệp, nó đòi chú Cứ là do hội người mù. Thì cô mới nói không, thấy chú Cứ cũng tội nghiệp. Thì tới lui hoài về cô, con nó cũng lớn, cũng có gia đình, nó cũng đâu có chịu mà gánh nặng mà cho cô. Cô cũng đâu có làm gia tiền, mà má càng ngày càng lớn tuổi. Cô cũng nói thôi kệ, khỏi đi chùa con ơi. Thành ra cô mới nhước chú Cứ về đây, cô mướn ở đây. Đúng rồi, cô nói đúng. Mướn ở đây là một tiền nước, tiền này kêu luôn là 1 tháng 800. Thì mướn ở đây là từ lúc mà chồng của cô chết là 6 tháng là chú Cứ ở bên đây luôn. Còn nhà bên kia là con của cô nó mướn. Nhưng mà nhà bên kia chỉ có 9 mét vuông thôi. Nó còn có chồng, có vợ, có 2 đứa con. Còn một đứa nhỏ, con của cô thì nó hay mướn cho. Ở bên Lâm Hậu nó ở thì ở đâu có đủ. Thành ra cô mới nghĩ thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Thành ra cô cũng không có... nói gì nói con cô là thôi kệ, dù sao cũng bắt năm một mẹ mà khác cha với chồng của cô chứ không phải là một mẹ một cha nữa ha. Đó thành ra cô mới nói thôi kệ, nó bây giờ nếu ai đi chùa được phước. Nhà cô nghĩ vậy thôi, tới đâu hay tới đó. Thành ra cô thấy quyết định dứt chú Cứ về đây. Thì lúc đó là nếu cô đưa chú Cứ đi thì bây giờ cô sướng không? Cô đâu phải mà sáng phải lo ăn 7 giờ bữa làm sáng cho chú, 11 giờ chưa phải lo cơm. Đi đâu đi cũng phải đúng 4 giờ rưỡi về là cơ. Còn vệ sinh đồ các cái thì chú Cứ làm được hết á. Chú Cứ sạch sẽ lắm. Tắm rửa xà bông đồ mua sẵn cho chú rồi. Xà bông sạch ra chú làm được hết trơn á. Lâu lâu cũng có mạnh thường quân bên nước ngoài cũng gửi tiền cho chú. Có mấy năm trước cháu có cơ đó bình Úc đó. Một tháng có cho 50 đô mà coi như 2-3 năm nay là biệt không có cho. Còn có mấy người bên Mỹ thì lâu lâu cũng mới cho, cách đây 2 năm là không có tiền mà về cái hội từ thiện ở bên Mỹ. Là một năm là cô lãnh 200 đô là tháng 6 á.
Nhưng mà 2-3 năm nay từ chết được cái bà nào chết cô không biết, là không có. Chứ lúc trước cũng có từng người, có người này thì cũng có cho phụ con nuôi chú. Nói chuyện gì thì cái chị chú nhà cũng quen, chị chú nhà cũng những bà con cũng gần chú có xa. Dạ. Nhà cũng quen, chỉ có gì chứ kia. Đúng rồi, nãy cô nói đúng á, nhiều người thì á, có thể là ví dụ như thấy chú như vậy thì sẽ đưa vào trong một cái chỗ mọi người mù. Đúng rồi, mọi người mù mà lên đó thì tự nhiên chú nói có một câu nói vậy mà cô mới dứt chú về, chứ không phải là cô không dứt chú về lúc đó đâu, là cô dứt về cô sướng, cô không có làm phải lo cho chú. Chú nói câu nói vậy nè, tôi người chứ phải thú vật đâu mà đá qua đá lại, đó là tự nhiên chú chọn chứ cô không kêu chú đi, mà cứ thấy nói câu nói đó vậy thôi cô mới dứt chú về. Chứ chú thiệt á, con của chú cũng đâu có nghèo đâu, nhỏ con gái mà nó đâu có nhìn đó. Chú vợ của chú thì giờ bệnh tai biến cũng nằm chợ cũng 1 tuổi với chú luôn, cái vợ không nói, còn con 1-2 năm mới xuống thăm lần, xin cho vài cái bánh thôi, chứ bữa hôm xuống thăm là hỏi của anh Năm Hùng xuống thăm mới cho anh tiền, nó đâu có chồng, nó hỏi người chú. Rồi cô từ khi mà cô với chồng cô chăm sóc là cũng không có đá màng gì tới các con của chú luôn. Lúc mà chồng cô sắp chết kêu xuống là nó nói chuyện bàn giao qua, nó không xuống nữa. Xuống cô nghĩ không phải ai đi chùa được phước gì đó. Tại vì bữa hôm có cái anh bạn đó là nó cho ảnh quay ảnh đưa clip đi, có nhiều người giúp đỡ cho ảnh làm chồng đỡ cho cô. Dạ. Anh đó ảnh đúng là cô biết bên luôn. Đúng giờ hôm nay cũng nhiều người cũng thấy vậy, cũng gửi tiền vô tài khoản của con cô, người 500 được 2 người với người cho được 300. Có mới có chị nào gửi như ở trên Hóc Môn hết đâu, gửi cho chú 500.000 á. Đồ đây của chú Cứ đây nữa hả? Dạ. Chú Cứ. Ở đây còn hầm quá ha cô lẽ. Nhưng mà chú dạ. Là chịu, biết sao tựa mấy vết thương của chú á. Nó lạnh thì chú nhất. Trời nóng, 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 trời nóng. À con quên con nói mình. Dạ. Dạ con mở đèn, cũng chú cũng vậy, mở đèn cũng vậy. Bây giờ là chỉ có cái việc mà đi vệ sinh là chú là làm được thôi. Còn tắm rửa đồ là được hết á. Dạ. Kỹ. Nhà tắm cũng 2-3 ngày. Là nấu nướng là cô nấu ở nhà đem qua. Con thấy ở trên mặt của chú là bị đốm đốm xanh xanh gì đó cô. Miệng á. Như cái bụng của chú á, còn miệng nó trọng á, miệng mềm á. Mình về đây được bao nhiêu năm rồi cô? Gần 7 năm rồi. Rồi trước kia là cũng ở vòng vòng quận 4 vậy thôi. Kế bên đây luôn, nhà cô cũng mướn gần bên đây nè. Rồi đó là lúc đó là con của cô nó chưa có vợ. Giờ con cô có vợ rồi, đâu có ở đủ cái nhà có 9 mét vuông sao. Rồi cái tiền mà cho con hỏi thì cái tiền mà tiền mặt mình bỏ ra để mà chi phí tiền nhà trọ ăn uống các thứ cho chú Cứ đó là hàng tháng là tổng là khoảng bao nhiêu vậy cô lẽ? Nếu mà nói về nếu mà trung bình á, tiền nhà tiền ăn sáng với tiền ăn cơm chú Cứ luôn cỡ khoảng 3 triệu. Tại vì tiền nhà tiền ăn sáng là 1,5 triệu rồi. Rồi cái khoản tiền đó thì cô làm để mà cô để vô rồi có khi mà con cái là người ít ít gì đó hả? Có khi mạnh thường quân thì tôi thấy người ta cũng lại cho cái gì khi mấy người Việt kiều bên nước ngoài á lâu lâu người ta lại cái người ta cho. Rồi con cái ở trong gia đình rồi cũng không có phản đối đúng không? Không, lúc đầu tiên nó cũng lúc mà dước về nó cũng phản đối, từ lúc đưa đi là nó nói đưa đi má khỏe muốn chết rồi má dước về. Sợ cô cực thôi. Sợ cô cực chứ thằng sợ em thấy cô giờ đâu có làm gì ra tiền nữa, phải nói chồng cô làm chồng cô lo. Sao này cô ăn nó không, không mà gửi cháu nội không, cô đâu có tiền. Cô mới nói hồi nãy chúng ta mang cái đó đi. Hồi nãy cô nói là cái nguyên nhân là cô muốn chăm sóc cho chú đó là chú nói một cái câu đó đó hả? À,
Tôi đâu con người chứ đâu phải là thú vật mà cái đá qua đá lại. Mà câu nói đó là chú đừng nên nói với con. Hôm bữa nay cô nói không? Nên thi liếc cô nói. Tự gì? Cái người nào mà tạo ra cho lúc mà dước chú đi, chú phải nói với người đó. Từ đầu tiên là dước đi là cô đã nói rồi. Nếu mà dước đi anh đi là không có dở ra đây nha. Là đi là con cô nó có vợ không có chỗ nào ở. Còn cái anh ở bên Cali anh cũng nói nữa, nếu mà anh cứ đi là tôi không có bảo hộ cho anh nữa. Một năm là cho 400, 3 tháng anh về cho anh cứ 100. Còn nếu mà anh cứ đi rồi là tôi không có bảo hộ cho anh cứ. Nếu anh cứ ở với chị Út là tôi bảo hộ cho anh. Cái ngày anh cứ đi mà điện thoại cho anh biết luôn là anh kêu anh đừng gửi tiền về nữa. Rồi điện cho anh biết chứ nếu mà tôi cô không điện thoại cho cái anh đó bên đó biết, anh cũng không biết là anh cứ đi nữa. Thì lúc mà gửi tiền thì ít khi nào anh điện cho anh cứ lắm. Lâu lâu có điện thoại vậy nói thăm anh tứ anh cứ thôi. Con cái của chú mà như vậy rồi chú nghĩ sao chú cứ? Giờ nó tao đâu tao biết nó tao được thôi. Rồi chú có buồn không? Cũng buồn cũng vậy. Buồn cũng vậy thôi hả? Con trai lâu lâu lại có người ít lại. Rồi mỗi lần mà con của chú lại tới thăm chú á, thì nói gì với chú? Con khổ quá, giờ con bán mà mẹ con thì lộn hoài. Má nói nhớ là lộn hoài. Nói cũng khổ quá vậy thôi hả? Giờ cũng phải lộn hoài. Mỗi lần lại là cho chú bao nhiêu tiền? Cho, mua đồ, mua gì nó cho. Nó cũng khổ thôi. Hiện giờ là cái việc mà ăn uống là cô lẽ là nấu cho chú hết đúng không? Dạ. Thường thường là chú thích ăn cái món nào? Cho gì ăn đấy, đâu có hỏi gì. Dạ. Là trên người mình còn ảnh hưởng mình bị ngứa rồi hả? Vậy sao chú? Cũng ngứa, lâu lâu rồi ngứa, giật, lâu lâu giật. Giật bên tay trái hay tay phải? Tay nào cũng giật, giật mệt lắm, giật ngay đó. Khi mệt ngay tiếng thị, rồi tôi già, tôi giật anh ghê chết. Đâu đâu giật, sợ nhất cái giật. Như là điện giật. Ngoài những cái vết thương mà trên người của chú á, thì trong người của chú là có đau bệnh gì không? Ý là nó là bệnh khác rồi đó, bệnh người lớn tuổi rồi đó. Nó không bệnh mà nó lâu nhất, lâu lâu cũng nhất rồi. Nhất là cái mặt nó nhất nhiều chứ. Nó lạnh này nhất, mặt nó sưng lên. Giờ nó cũng còn nhất rồi. Nó sưng lên. Con mắt là tay trái lâu lâu nhất, lâu lâu bên đầu là nhất nữa. Nó còn nguyên hai người đó, nhất rồi. Cái nào mà chịu không nổi là con thuốc trần nó liền. Cô đi đâu đi cũng phải cơm nước xong xuôi cũng mới đi, và cho anh cứ ăn cơm nước xong cũng mới đi. Nó cứ đi đâu cũng vậy chứ. Ví dụ như cô đi, bữa đó cô nhắn cô đi chùa hay đâu thì con nhờ cái chị chủ nhà nấu lắm. Đi đâu đi, bất cứ cô đi đâu cũng thấy nhớ về, hoặc là con của cô thì nó về cho ăn. Còn cô về, mà cô về thì thường nhất tại vì cô cho chú ăn cô biết, kiểu nhất là chú ăn phải có canh. Thứ hai là cá thì phải là dẻ xương, còn thịt thì phải lấy kéo cắt, thì chú không có văng, đúng không? Thành ra cái gì cũng phải cắt cá nhỏ hả chú? Phải có canh thì chú mới ăn được. Thì là cô phải đút cho chú nữa? Không có đút. Vậy ăn cách như ăn thế nào? Tự chú khâm xuống hả? Để trên cái ghế hả, tự chú muốn mấy chú ăn, chứ không có đút. Mà phải làm gì làm phải có canh cho chú. Ví dụ bữa nay không có thì cũng phải chịu, cũng phải có canh, chứ còn không có canh thì tự chú không có răng. Không có răng mà khum xuống như vậy nữa ha. Quen mà từ đó giờ tự chú mất cái ăn quen rồi. Bác sĩ tính tâm, ông xã cô nói là tính trẻ hai bên luôn á, nhưng mà cái sức của chú không có chịu nổi. Thành ra tôi trẻ có một bên. Mình trẻ gì là có tác dụng như thế nào vậy cô? Trẻ đó làm cho chú cầm được á, thay vì cầm vật dụng đồ được. Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói cái sức của chú chịu không có nổi. Lúc đó chú bị lâm nằm bệnh viện 2 năm mới về mà. Lúc ông xã cô nói là nằm bệnh viện Cộng Hòa tới 2 năm, bị 72 tới 74 mới về. Ví dụ như mà anh Thường Vương hoặc là cô bác chị em nào á, cảm thấy thương chú cứ thì phụ á, thấy dụ phụ với con thì giúp đỡ cho chú cứ thôi, chứ còn cô không có. Nếu mà cô đã muốn đưa lên liếc là cô đã đưa lâu rồi. Bữa cái chú kia, bởi vì cái anh đó là anh nói chị muốn tôi đưa chị lên liếc không, nói thôi anh đưa cho anh cứ thì khỏi đưa.
Còn mạnh thường quân nào cảm thấy giúp được thì giúp. À, như thế này nha cô Lẽ, thì hôm nay con chia sẻ về cái câu chuyện của chú Cứ và cái việc mà cô chăm sóc cho anh chồng. Mọi người biết thì có thể là tại vì cái việc này là ít, rất là ít trong xã hội á cô. Thật sự là con cũng, đây là lần đầu tiên á, đầu tiên mà con làm cái công việc này mà con gặp được cái câu chuyện như vậy. Thì con, riêng con hôm nay thì con gửi đến cho cô ít tiền. Cái tiền này thì phụ cho chú Cứ đóng tiền nhà trọ với lại ăn uống các thứ nha cô. Con xin đọc tên và số tiền nha cô Lẽ. Con đọc cái số điện thoại của cô trước nha, để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của cô Lẽ đó là 0939 037 533. Và ở đây là có hai người nha cô. Thứ nhất là của chị Bích Nga ở Mỹ là 50 đô la Mỹ là 1.160.000. Thứ hai là của cụ bà Xuân Hương ở Mỹ là 1 triệu, thì tổng cộng là 2.160.000. Cái số tiền này thì Mạnh Thường Quân có gửi con trước, nó là gặp những cái hoàn cảnh nào mà cần ăn uống rồi đóng tiền nhà trọ các thứ cần trước đó, thì con chủ động con gửi, để con gửi cho cô trước. Thì con cũng mong là sau khi mà con chia sẻ thì mong mọi người có thể là đồng hành cùng với cô để mà là phụ với chú Cứ nha cô. Dạ. Dạ, giờ đây cô cũng cho cô cảm ơn tới hai dạ. Hai cái chị với lại cái chị tên gì nãy chị Bích Nga với lại là bà Xuân Hương ở Mỹ, hai người này ở Mỹ. Với lại cái gì Xuân Hương á cũng dạ. Cũng mình thật cảm ơn là để giúp đỡ cho chú Cứ được có số tiền để mà lo cho chú Cứ. Cô mình thật cảm ơn. Dạ. Thôi con xin phép chú Cứ con về nha chú. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ừ. Nực quá hả chú? Dạ. Nực lần giờ. Ừ. Nông, đàn ông, đàn ông. Nghe bảo ngoài mà. Dạ. Bảo người chung mà. Mất. Đáng giờ nó cũng lạnh lạnh. À, như thế này nha chú. Thì bây giờ thí dụ như chú có thể là chú bị tai nạn như vậy là từ cũng lâu rồi. Thì chú cũng quen tới cái việc mà ở một mình như vậy. Nhưng mà sau khi mà con đăng lên á thì con cũng mong là chú sẽ gặp lại những đồng đội của mình, sẽ có những bạn bè mới, cho nó cái không cái thời gian nó vui vẻ hơn nha chú. Dạ. Thì riêng con thì con khi nào con có dịp đi ngang ở đây thì con cùng với lại cô Lẽ thì gặp lại chú nha. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. 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 Cô mở quạt đi cô, mở quạt lại đi cô. Còn riêng về cô Lẽ thì xin chúc cho cô cũng được nhiều sức khỏe nha cô. Thật sự là hôm nay thì con có biết được thêm một cái câu chuyện, một cái trường hợp mới trên kênh của con. Thôi con xin phép con về nha cô. Dạ. Cảm ơn con ha. Dạ.